Nếu thước đo cầu thủ là những con số thuần túy, Pelé không có đối thủ trong cuộc đua danh hiệu vua bóng đá. Huyền thoại người Brazil đã ghi được 1.281 bàn thắng trong sự nghiệp, nhiều hơn bất cứ chân sút nào. Pelé cũng là người duy nhất đến nay 3 lần vô địch World Cup, cùng hàng loạt những kỷ lục khác. Ông là nhà vô địch của mọi nhà vô địch. Nhắc đến Pelé, người ta nhớ đến hình ảnh cầu thủ nhỏ nhắn có tốc độ, khả năng xử lý gọn gàng và đặc biệt rất hiệu quả chứ không hề màu mè hoa mỹ. Một trong những pha bóng điển hình của ông là pha qua người này. Pelé đẩy một đường bóng dài rồi tăng tốc độ. Chính mình là người chuyền bóng cho mình. Đó là một phát kiến đơn giản rất nhiều cầu thủ sử dụng sau này. Có lẽ vì lối chơi hiệu quả, gọn gàng và bản năng săn bàn sát thủ như vậy, đến nay ông vẫn là chân sút ghi bàn số 1 mọi thời đại. Pelé có cái tên đầy đủ rất dài, Edson Arantes do Nascimento. Sinh năm 1940, chỉ 16 tuổi, ông đã trở thành cầu thủ xuất sắc ở câu lạc bộ Santos. Tại đây, Pelé đã giành được hàng chục danh hiệu lớn. Ông có 5 chiếc vô địch Brazil, 10 chiếc vô địch bang, 2 cúp liên lục địa, 2 cúp Libertadores và vô số những danh hiệu khác. Ở Santos, Pelé đã ghi được 1.087 bàn. Sự tôn sùng của người dân Brazil dành cho ông lớn đến nỗi, sau bàn thắng thứ 1.000 ghi được trên sân Maracana, ông được cả các cầu thủ đội nhà và đối thủ tán thưởng và ăn mừng. Nhận được rất nhiều lời mời ở châu Âu, nhưng Pelé đã gắn bó trọn vẹn sự nghiệp 19 năm ở Santos. Chỉ sau khi giải nghệ, ông mới nhận lời sang Mỹ chơi cho New York Cosmos và là một trong những người khai sáng bóng đá ở đây. Như những gì vĩ đại nhất của Pelé là với đội tuyển quốc gia Brazil. 17 tuổi, Pelé đã được góp mặt trong đội hình đội bóng áo vàng xanh và chính ông là người mang về chiếc vô địch World Cup đầu tiên cho Brazil. Tại giải đấu đó, Pelé trở thành người trẻ nhất trong lịch sử ghi bàn ở một kỳ World Cup và sau đó cũng trở thành người trẻ nhất lập một hat-trick tại một vòng chung kết cúp thế giới. Brazil lần đầu đăng quang, xóa đi nỗi ám ảnh thất bại ở chung kết World Cup 1950. Đến World Cup 1962, Pelé chỉ kịp tỏa sáng trong trận đấu đầu tiên trước khi bị chấn thương. Nhưng với một thế hệ tài năng, các đồng đội của ông vẫn mang về chiếc vô địch thế giới lần thứ 2 liên tiếp. Đó cũng là chiếc vô địch World Cup thứ 2 của Pelé. Đây cũng là giai đoạn khó khăn trong sự nghiệp khi ông bị chấn thương và năm 1966, Brazil đã không thể bảo vệ chiếc vô địch thế giới của mình. Năm 1970, Pelé 30 tuổi và mang tấm băng đội trưởng đội tuyển Brazil dự World Cup tại Mexico. Với một thế hệ vàng được coi là xuất sắc nhất lịch sử, Pelé đã cùng các đồng đội giành chiếc vô địch World Cup lần thứ 3 và cũng sở hữu luôn chiếc cúp Jules Rimet vĩnh viễn. Cá nhân Pelé nhận giải cầu thủ xuất sắc nhất vòng chung kết. Một lời khẳng định, ông vẫn là ngôi sao sáng nhất trong các ngôi sao. Sau đó một năm, Pelé giã từ đội tuyển quốc gia và cũng trong suốt 24 năm sau đó, Brazil không một lần lên ngôi vô địch thế giới. Năm 2000, Pelé nhận giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất thế kỷ 20 cùng với Maradona. Và dù còn rất nhiều tranh cãi ai giỏi nhất lịch sử môn thể thao này, nhưng một điều chắc chắn, Pelé vẫn là người nắm giữ những kỷ lục quan trọng nhất.